nhôm khai có hai quốc tịch ba tên. Ngày 27 tháng 11, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án quấy làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á. Trong vụ án này, ngoài ông Trần Phương Bình sinh năm 1954, nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị Đông Á Banh, Nguyễn Thị Kim Xuyến sinh năm 1958, phó tổng giám đốc Đông Á Banh. Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, sinh năm 1975, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và 23 bị cáo khác bị truy tố hai tội danh. Hiện tòa xét xử 26 bị cáo này dự kiến kéo dài đến ngày 25 tháng 12. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ cùng các đồng phạm được lực lượng tư pháp dẫn giải đến tòa lúc 6 giờ 30. Trong phần thủ tục, Phan Văn Anh Vũ khai nhận mình có hai quốc tịch. Ngoài ra, Phan Văn Anh Vũ còn khai có thêm hai tên khác là Phan Văn Sáu và Trần Đài Vũ. Đến 9 giờ 20, hội đồng xét xử vẫn tiếp tục phần thủ tục thẩm tra lý lịch của các bị cáo. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị xét xử tội làm dụng chức vụ quyền hành chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt 20 năm tù đến chung thân. Trong vụ án này, ngân hàng Đông Á Banh được xác định là nguyên đơn dân sự. Ngoài 27 tổ chức thì có 306 cá nhân được triệu tập đến tòa với tư cách là người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng từ năm 2007 đến năm 2014, để có tiền mua cổ phần DAB, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần Đông Á Banh. Để bù đắp số tiền thu khống, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần. Ngoài ra, ông Trần Phương Bình còn có nhiều hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho Đông Á Banh. Cáo trạng quy buộc ông Trần Phương Bình gây ra tổng thiệt hại của vụ án này là 3.608 tỷ đồng, bao gồm hành vi làm dụng chức vụ, quyền hành, chiếm đoạt 2.057 tỷ đồng và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 1.551 tỷ đồng. Bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 3.568 tỷ đồng về hành vi của ông Phan Văn Anh Vũ, cáo trạng kết luận ông Vũ đã làm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản của Đông Á Banh 203 tỷ đồng. Cáo trạng xác định năm 2013 Đông Á Banh bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền vàng trong kho quỹ, rằng Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ Đông Á Banh từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Ông Trần Phương Bình khai rằng hành động này để thu hút đầu tư vào Đông Á Banh, đưa Đông Á Banh qua giai đoạn khó khăn và để nâng cao thương hiệu, vị thế của Đông Á Banh. Ông Phan Văn Anh Vũ mua 60 triệu cổ phần Đông Á Banh với giá 600 tỷ đồng khi Đông Á Banh tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn có quyền chi phối tại Đông Á Banh. Tháng 8 năm 2015, ông Bình biết Đông Á Ban sẽ bị kiểm soát đặc biệt hơn 13,6 triệu cổ phần Đông Á Ban, đứng tên công ty vốn anh Bình sẽ bị cấm chuyển nhượng. Do vậy, ngày 11 tháng 8 năm 2015, Bình bán hơn 13,6 triệu cổ phần Đông Á Ban cho Vũ với giá 136,5 tỷ đồng. Bình và Vũ thống nhất khi nào có tiền thì Vũ trả. Vũ đã trả vốn cho công ty An Bình 46 tỷ đồng, còn nợ 90,5 tỷ đồng. Ông Phan Văn Anh Vũ được xác định đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt của Đông Á Banh 203 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền này. Ngoài ra, Phan Văn Anh Vũ phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền 13.400.000 USD và 90,5 tỷ đồng mua cổ phần Đông Á Banh để khắc phục hậu quả vụ án. trách nhiệm khi bổ nhiệm cục trưởng cục phòng chống tội phạm công nghệ cao không biết sử dụng máy tính. trong phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng trên mạng internet, tòa án nhân dân tỉnh phú thọ những ngày qua trên bục khai báo bị cáo nguyễn thanh hóa cựu cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng ý với những luận cứ bào chữa của các luật sư cho rằng mình đảm nhận chức vụ khi không có hiểu biết gì về mạng máy tính, không biết sử dụng máy vi tính dẫn đến phạm tội việc một lãnh đạo trực tiếp phụ trách phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thừa nhận rằng mình không biết sử dụng máy vi tính khiến nhiều người không khỏi đặt ra nghi ngờ nhất là về công tác cán bộ khi một người không có kiến thức về một lĩnh vực nhưng lại được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cao nhất của lĩnh vực đó Chia sẻ với phóng viên về vấn đề này, nguyên đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến cho rằng khi có những tội phạm như thế này, đáng trách nhất là bản thân cán bộ có hành vi dấu hiệu tham nhũng, nhưng cũng phải trách công tác cán bộ khi đã đặt người không đúng việc đúng chỗ. Ông có nhận xét thế nào về việc cựu cụ cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa thừa nhận mình làm cục trưởng nhưng không biết gì về công nghệ, thậm chí không biết sử dụng máy vi tính dẫn đến sai phạm rõ ràng có thể thấy lĩnh vực nào cũng cần có chuyên môn nghề nghiệp cao và những người lãnh đạo phải là những người tinh hoa của lĩnh vực ấy thì lúc đó mới kiểm soát điều hành chỉ đạo kiểm tra được nếu không biết về một chút gì thì sẽ để cấp dưới qua mặt như ở trường hợp này là thành lập công ty bình phong để cho hai người giỏi công nghệ họ làm vương làm tướng và làm gì cũng được rồi sau khi thu được tiền bất chính hàng ngàn tỷ đồng mới chia cho các ông phan văn vĩnh và ông nguyễn thanh hóa Rõ ràng không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì không thể nào quản lý cũng không thể nào kiểm tra, giám sát được, chỉ biết rằng họ tác quay tác quấy, mặc muốn làm gì thì làm. Như vậy phải chăng công tác cán bộ của ta đang có những tồn tại thưa ông? Cái vấn đề, cái chính mà tôi muốn nói chính là công tác cán bộ của ta. Nếu như bổ nhiệm những người giỏi về một lĩnh vực để làm cán bộ lãnh đạo thì họ sẽ biết để chỉ đạo, điều hành và trực tiếp điều tra, giám sát hoạt động của cấp dưới. Chẳng hạn như phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thì phải biết đến công nghệ, biết đến công nghệ cao, bổ nhiệm, đề bạt, cân nhắc cán bộ đấy cũng là bài học. Ở đây vừa là nguyên nhân vừa là bài học sâu sắc về công tác cán bộ của chúng ta. Những cán bộ lãnh đạo ngồi trái ngành trái nghề không có chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực mình phụ trách thực tế có nhiều thưa ông cũng không phải là ít tôi thấy có khá nhiều đặc biệt là khi chúng ta nhìn xuống ở tất cả các địa phương các vùng miền thì đều có cả tôi được biết có những người chưa bao giờ được học về lĩnh vực môi trường nhưng lại là giám đốc của một sở tài nguyên môi trường có những người không biết một chút gì về khoa học công nghệ nhưng lại làm giám đốc sở khoa học công nghệ thậm chí có cả những người chưa bao giờ làm công tác tổ chức cán bộ nhưng lại được bổ nhiệm làm trưởng ban tổ chức cán bộ của tỉnh hay giám đốc sở nội vụ của một địa phương. Việc bổ nhiệm cán bộ như vậy có thể gây ra những tác động hậu quả ra sao thưa ông? Ở đây tôi muốn nói lĩnh vực nào, nghề nghiệp nào cũng phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao. Nếu không có được trình độ chuyên môn thì sẽ dẫn đến những hậu quả như một người không học một ngày vận tải nào nhưng lại làm giám đốc sở giao thông vận tải thì anh biết thế nào là đường bộ, thế nào là đường thủy, đường sắt để mà anh quản lý được cả một ngành lớn như giao thông vận tải. Tương tự như lãnh đạo ngành khoa học công nghệ tài nguyên môi trường nhưng chưa biết thế nào là môi trường, thế nào là tài nguyên thì làm sao có thể làm được. Tài nguyên môi trường có phải chỉ là đóng dấu ký cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thôi đâu? mà phải biết trên địa bàn đất phát sinh như thế nào, tác dụng của nó ra sao, rồi từng tất đất để chuyển đổi mục đích sử dụng và phải nắm rất kỹ về luật đất đai, hiểu rất rõ về luật môi trường. Tôi được biết có những vị giám đốc ở một tỉnh mà tôi không tiện nói tên, không biết gì về khoa học công nghệ và môi trường mà lại làm giám đốc của một sở tài nguyên môi trường và sở khoa học công nghệ thì dẫn đến những hậu quả như ông Nguyễn Thanh Hóa là đúng thôi. Đây là bài học đau xót trong công tác cán bộ của chúng ta. Cán bộ không làm được việc hoặc năng lực kém hoặc để cấp dưới thao túng thì đó vừa là nguyên nhân vừa là bài học sâu sắc cho công tác cán bộ. Còn nếu không đủ năng lực trình độ như thế thì phải luân chuyển và đặt đúng người đúng việc. Khi có những tội phạm như thế thì cũng đang trách bản thân họ vì có hành vi dấu hiệu tham nhũng, nhưng cũng phải đăng trách công tác cán bộ đặt người không đúng việc đúng chỗ để bổ nhiệm những cán bộ như vậy trách nhiệm thuộc về cơ quan hay cá nhân nào thưa ông? Trách nhiệm trước hết thuộc về cơ quan tham mưu, thứ hai thuộc về cấp có thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm. Công tác cán bộ cũng đồng thời là trách nhiệm của cấp ủy ở bất cứ cơ quan nào, vì bao giờ trước khi đưa ra quyết định về cán bộ cũng phải đưa ra có ủy, sau đó là trách nhiệm của thủ trưởng người đứng đầu và chưa kể đến còn có trách nhiệm của cán bộ công chức, cán bộ chính sĩ trong lực lượng đó vì người ta biết như thế mà không có một phản ánh hay đề bạt gì cả. Tất nhiên cấp dưới thì khó đề nghị, nhưng nếu phát huy được dân chủ ở cơ sở thì chắc chắn người ta sẽ tham mưu và sẽ đề bạt đối với cấp trên. Vậy công tác cán bộ cần phải lưu ý đến những điều gì để tránh việc bổ nhiệm những cán bộ lãnh đạo không có chuyên môn nghiệp vụ nào vào vị trí lãnh đạo thưa ông? Công tác cán bộ phải đặc biệt chú trọng, quan trọng nhất là những người làm công tác cán bộ phải gác gôn cho lãnh đạo, cho cấp trên có thẩm quyền, đơn vị nào cũng có cơ quan gọi là cơ quan tổ chức cán bộ và cơ quan tổ chức cán bộ đó là phải gác gôn cho lãnh đạo. Ví dụ như ở một bộ khi đưa lên cho bộ trưởng ký quyết định nhân sự thì cơ quan tham mưu cho lãnh đạo hết sức quan trọng. Ở đây tôi muốn nói đến vụ tổ chức cán bộ của các bộ, nếu không tham mưu tốt thì chắc chắn sẽ bị lọt lưới những cán bộ vừa kém chất lượng, vừa yếu về năng lực. Những cán bộ đó lại được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng thì chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả. Bây giờ mỗi một vị trí chức danh phải giới thiệu số lượng người nhiều hơn khi mà vị trí chỉ có một người mà giới thiệu đúng một người thì không thể nào có sự lựa chọn nào. Cho nên trong công tác cán bộ bao giờ cũng phải có lựa chọn giống như bầu cử đại biểu quốc hội hoặc bầu cử hội đồng nhân dân bao giờ số dư cũng phải vượt quá con số cần bầu công tác cán bộ của ta cũng phải như thế tránh tuyệt đối ở một vị trí mà chỉ giới thiệu và bầu một người đó cũng là bài học